Ngay trong chính căn buồng của nội, như nhận ra được điều gì đó, Xê đã không kể lại cho nội mà giữ câu chuyện này cho riêng mình. Ký ức bất động bê rừng cao su ở Đồng Nai. Một câu chuyện linh dị mà bạn TC giấu tên đã tường thuật lại rằng chính bản thân bạn ấy đã trực tiếp gặp vào năm 2005 ở tỉnh Đồng Nai. Một câu chuyện đã đi theo bạn suốt 18 năm ròng rã và bạn đến bây giờ vẫn nhớ như in cái khoảnh khắc của ngày hôm ấy. Vào những năm đầu 2000, khi ấy C vẫn còn là một thằng nhóc ham chơi, chỉ chừng 8-9 tuổi. Quê nội của C thuộc vùng đất Vũng Tàu, giáp biên với tỉnh Đồng Nai, nơi mà giai đoạn này đặc sản là những cây cao su xếp hàng thẳng tắp tạo thành một khu rừng sâu hun hút mà người dân quen miệng gọi với cái tên thân thuộc là lô cao su. Dọc theo những lô cao su ấy là những con đường đất đỏ, mùa khô thì bụi phủ đỏ lá, mùa mưa thì lầy lội nhè nhẹ. Hồi đó đây là vùng rất nghèo, người dân nơi đây chỉ biết dựa vào cây cao su mà sống, tằn tiện với cây ngô, cây sắn sống qua ngày. Lúc đó nhà nào có được ngọn đèn dầu âu cũng được gọi là may mắn. Điện đớm là điều xa xỉ, nói chi tới những ngọn đèn đường như bây giờ. Cho nên đường vào ban đêm chỉ có một màu đen kịch. Năm đó C được nghỉ hè nên về quê nội chơi. C rất thích về quê nội, một phần vì cái không khí trong lành buổi sương mai cũng như là cái mùi đất, mùi cây cỏ ở nơi đây. Nhà nội nằm sát một con suối, đối diện là lô cao su và chính giữa chúng là con đường đất đỏ. Sát bên hông nhà là một nhà hàng xóm nuôi heo và sắp những đống gỗ ngã nghiêng làm hàng rào. Vào ban đêm, nhìn từ ngoài vào bìa rừng cao su ấy chỉ có một màu đen ngòm. Lờ mờ chút ánh sáng trăng làm cho cái màu đen đó hiện lên những hình hài khổng lồ, lẫn với tiếng cóc, tiếng ếch kêu đêm, tiếng côn trùng kêu rã rít, tiếng những con cú đi kiếm thức ăn. Ấy vậy mà hồi đó C liều lắm, đi chơi ban đêm cũng không cần người đi theo, khi thì đi với những thằng bạn chung xóm, khi còn đi chỉ có một mình. Tối hôm ấy, nói là tối muộn cũng không phải, chỉ khoảng 8 giờ tối, C sang nhà ông chú hàng xóm chỉ cách nhà khoảng vài bước chân ngồi chơi. Vì hồi đó chưa có điện tử hay mạng, chỉ có duy nhất một cái tivi cho cả gia đình cùng xem. C chán quá nên từ nhà ông chú tập tễnh lò mò trên con đường cạnh kề lô cao su tối om đen ngòm ấy mà về nhà. Càng đi về phía nhà nội thì nhà dân càng thưa dần, phải vài trăm bước chân mới thấy được một căn nhà có ánh đèn dầu le lói. Xung quanh là các bụi gai, bụi chuối, che nứa đang xen nhau. Lúc đó đập vào mắt chỉ là những cái bóng đen xì của chúng đưa qua đưa lại theo gió thôi. Mà khi ấy C đi về với một tâm thái rất là vô tư, không hề sợ sà tưởng tượng ra ma quỷ gì cả. Đường về thì chẳng có gì lạ. Nhưng bỗng nhiên khi về gần tới nhà nội, vẫn là cái nhà sát bên hông nhà nội ấy, lại xuất hiện trên đống gỗ làm hàng rào, làm khói đen đứng thẳng. C lúc này đã cảm thấy gai sống lưng, nhưng vì là nhà sát bên nên C đã lấy can đảm bước lại gần. Thoạt nhìn thấp thoáng dưới ánh đèn dầu thì khói đen trông như những bụi cây thông thường, nhưng khi tiến lại gần thì C mới hoảng hốt, bởi vì khói đen này đang lơ lửng giữa không trung, lừng lững đứng im trước những cơn gió thổi mạnh. Hình dáng nhìn giống như quả bong bóng, hình con thỏ hay bán trước những cổng hội chợ vậy. Nó cười lên hi hí, khe khẽ những đoạn dài, những âm thanh chồng chéo lên nhau tạo nên những mảng âm hỗn loạn. Mà cho đến bây giờ, C cũng không thể nghe được tiếng nào tương tự như vậy. C nói lúc đó sợ lắm, chỉ kịp xỏ dép lên tay và chạy một mạch về nhà. Vừa chạy, C vừa la làng khóc toáng. Về tới nhà, nội sốt ruột lắm, hỏi có chuyện gì. C mới tường thuật những gì vừa thấy được. Ông nội thì không tin nên có dắt ra lại chỗ đó, nhưng mà chắc chắn rồi, không có cái bóng nào ở đó nữa. Bẵng đi một thời gian dài sau lần ấy, trong một lần chơi trốn tìm cùng với chị họ, C đã gặp lại cái bóng đó ngay trong chính căn nhà của nội. Nhưng lúc này C đã học lớp 8 rồi. Như nhận ra được điều gì đó, C đã không kể lại cho nội mà giữ câu chuyện này cho riêng mình. Cho đến nay, mỗi lần về thăm quê, C vẫn nhớ cái âm thanh và hình dáng đó trong ký ức chứ không còn gặp lại nó nữa.